Cái phần đáy túi này các bạn, thì các bạn lắp bô 5 cái chân đế này vào giùm mình nha. Mình đã lắp cái phần 5 chân đế này vào rồi, cái phần này rất là đơn giản, các bạn tự làm giùm mình nha. Còn cái tấm móc sau khi các bạn nẹp canh quát xong thì các bạn để bên đây. Cặp quay mình cũng đã xong rồi nè các bạn. Thì sau đó thì các bạn sẽ thiêu, mình thiêu cái phần bướm này trang trí nha các bạn. Thì cái phần này thiêu cái màu nó tùm lum hết ra, là mình không có hướng dẫn các bạn từng mũi được. Cho nên nếu mà các bạn có mua set phụ kiện ở bên mình rồi mình sẽ vẽ cái phần chạc bướm này sẵn cho các bạn thiêu nha. Rất là dễ các bạn, hoặc là các bạn lên trên các trang mạng đó các bạn tìm cũng có rất là nhiều cái mẫu bướm như thế này. Mình để như vậy trên màn hình, nếu mà bạn nào biết thiêu thì các bạn chỉ cần chụp màn hình lại thì các bạn nhìn theo các bạn sẽ thiêu được nha các bạn. Và các bạn cũng có thể tìm cái mẫu chặt bướm khác để các bạn thiêu nha. Mình cố tình mình chọn cái chặt bướm mà hoa văn cái cánh nó hơi bầu bầu như thế này nè các bạn, để khi mà mình viền á thì nó sẽ không cần phải nẹp cước vào nha. Tại vì có những cái khoản nó hỏi nhờ ít nha các bạn, nếu mà các bạn nẹp cước vào thì mình sợ nó không có được, nó chen vô không lọt đó các bạn. Tùy cái mẫu các bạn chọn nha. Rồi bây giờ thì phần tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn viền cái phần form túi nha, ruột túi nha. Thì cái này mình hướng dẫn các bạn nhanh thôi rồi các bạn làm phần này giùm mình nha. Rồi mình sẽ hướng dẫn qua cái phần ráp. Cái hiện tại là cái điện thoại của mình nó muốn hết dung lượng rồi các bạn, cho nên mình hướng dẫn hơi nhanh một chút xíu nha. Thì cái phần ruột túi nè, thì các bạn sẽ mình thường thường mình sẽ vô những chỗ giữa hông nè các bạn. Đây. Đây, thì các bạn sẽ lấy sợi lên kim cái chỗ này nè. Rồi. Các bạn cứ móc cho mình, nếu mà cái lỗ của các bạn nó thưa thì các bạn sẽ móc mỗi một lỗ sẽ là hai mũi móc đơn nha. Còn nếu mà nó dày thì các bạn sẽ móc. Rồi sao nó cứ. Rồi các bạn lên một bính cho mình nè. Như cái lỗ của mình đây thì mình thấy là nó rất là dày nè các bạn, thì mình sẽ móc qua một lỗ là 2 x và một lỗ là 1 x, mình cứ thế mình móc nha. Thì ngay chân đầu tiên mình sẽ móc 1 x nè. Rồi, chân thứ hai mình móc 1 x. Vừa móc các bạn vừa kẹp cái phần đầu sợi thừa theo nha. Rồi qua chân thứ ba thì mình sẽ móc vào đây. 2 x cùng chân nha. 1 2 rồi cứ 1. Rồi, 2 mũi và 1 lỗ nè. Tại vì các bạn nếu mà móc hai mỗi một lỗ 2 mũi thì các bạn sẽ thấy nó bị dày vậy các bạn. Thành thử ra mình chỉ móc một mũi, cứ một một lỗ mình móc một mũi, một lỗ mình móc hai mũi. Ngay lỗ đầu tiên mình móc 1 x đó, để một hồi mình sẽ kết vào đây thêm 1 x nữa cho nó kín nha các bạn. Rồi cứ thế các bạn móc cho mình. Rồi cứ thế các bạn móc giùm mình nha. Cái phần này đơn giản các bạn móc giùm mình đi. Rồi cái phần này mình để ra một hồi mình móc. Tiếp theo các bạn thì các bạn sẽ xỏ cái phần sợi mà các bạn lấy ấy nè. Các bạn sẽ xỏ cái phần sợi ngay chỗ cái phần thân, một cái phần thân như thế này, và các bạn sẽ tiến hành ráp vào cái phần đáy cho mình nha. Đây, mình sẽ đưa kim vào trong cái mũi giữa nè. Rồi các bạn sẽ tiếp tục đưa kim vào trong cái mũi giữa mấy bên đây nha. Trên cái phần đế. Đây, các bạn đưa vào trong cái mũi giữa trên cái phần thân trước và cái mũi giữa chỗ 3 mũi này các bạn, 3 mũi cùng chân, thì các bạn sẽ đưa vào cái mũi giữa trên cái phần đế nha. Rồi các bạn sẽ lại chỉ ngay chỗ này cho mình. Đây mình sẽ lại chỉ ngay cái mũi này cho nó được chắc nha. Rồi sau đó thì các bạn sẽ ráp nha. Bạn sẽ ráp đối xứng mũi này qua mũi kia. Rồi. Rồi từ bên kia các bạn ráp ngược qua bên này.
Rồi các bạn sẽ ráp dài qua tới cái 22 mũi giữa bên đây nha các bạn. Đây trên cái phần đế nè, phần đáy nó có cái mũi giữa của ba mũi này, thì các bạn ráp từ mũi giữa bên đây, các bạn ráp qua cái mũi giữa mé bên đây nha các bạn. Rồi các bạn tiếp tục ráp cho mình nha, các bạn ráp từ đây qua đây cho mình. Tiếp theo thì các bạn cũng sẽ xỏ cái phần sợi trên cái phần cái tấm tấm thân còn lại đó các bạn, để các bạn ráp cái phần thân này vào trong cái phần đáy nha. Thì các bạn cũng đưa kim vào trong cái mũi giữa nè các bạn. Rồi các bạn đã đưa kim vào trong cái mũi giữa trên cái phần đáy nè. Rồi các bạn ráp đây cho mình. Các bạn cũng lại chỉ ngay chỗ này nha. Rồi sau đó thì các bạn cũng ráp đối xứng từ mũi này qua mũi kia nha. Rồi các bạn tiếp tục ráp cho hết vòng này giùm mình nha. Thì các bạn cũng ráp giống như cạnh bên kia, đây là cái mũi giữa nè các bạn thấy không. Đây 1, 2, 3 nè, cái mũi giữa trên cái góc nè, các bạn sẽ ráp vào cái mũi giữa này với cái mũi giữa bên đây nha các bạn. Rồi các bạn cứ ráp hết cạnh này giùm mình nha, giống như nãy vậy các bạn. Các bạn ráp giùm mình xong các bạn sẽ giấu sợi và cắt sợi nha. Tiếp theo các bạn thì các bạn sẽ ráp hai cái phần hông, hai ráp cái phần hông này vào giùm mình nha. Rồi các bạn ráp không, mình cũng ráp từ cái mũi giữa nha các bạn. Từ cái mũi giữa này vào cái mũi giữa trên góc trên của cái phần thân nè. Rồi sau đó thì mình cũng lại chỉ ngay chỗ này một mũi cho nó chắc nha. Rồi sau đó thì các bạn cũng sẽ ráp đối xứng. Từ mũi này các bạn xuyên qua mũi kia cho mình. Rồi các bạn cứ ráp từ chân này đối xứng qua chân kia tới cái góc ngay chỗ góc này đi, rồi mình hướng dẫn các bạn ráp ngay chỗ ba cái mũi giữa này cho nó chắc nha các bạn. Bạn khi các bạn ráp tới cái mũi cuối cái mũi giữa nè, thì tới cái mũi giữa nè các bạn sẽ xuyên nè, các bạn xuyên vào cái mũi giữa trên cái phần thân nè các bạn thấy không. Rồi các bạn sẽ xuyên vào trên cái mũi giữa trong cái phần hông nè. Đây rồi các bạn sẽ lại chỉ ngay chỗ này cho mình một mũi nha, để nó không có bị lộ cái phần có cái lỗ ngay chỗ cái phần gốc này nè các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn lại tiếp tục xuyên qua cái mũi giữa trên cái phần đáy nè, rồi các bạn lại xuyên qua cái mũi giữa trên cái phần hông cho mình nha. Rồi như thế này thì cái đáy của các bạn nó sẽ được chắc nha. Rồi sau đó thì các bạn lại xuyên từ mũi này qua mũi kia nha. Đây rồi cứ đối xứng cho mình. Cứ đối xứng từ mũi này qua mũi kia nha các bạn. Rồi cứ quy tắc đó các bạn ráp nha. Tới góc bên đây thì các bạn cũng ráp ba cái mũi giữa nó lại với nhau như góc mấy bên đây nè các bạn. Rồi các bạn ráp tới đầu trên này thì tới cái mũi giữa thì các bạn sẽ dừng nha.
Khi các bạn ráp được một cái phần bên hông vào thì các bạn nhớ khâu cái phần con bướm này vào giùm mình nha. Các bạn khâu con bướm này vào xong rồi thì các bạn mới tiến hành ráp cái phần hông bên kia để cái khoảng trống này nè các bạn thao tác dễ hơn nha. Rồi, cái phần khâu bướm này thì rất là đơn giản, các bạn cứ khâu bình thường, mình cứ khâu theo từng cái chân mũi như thế này nè. Đây. Mình cứ xuyên qua cái lớp canh quát các bạn khâu lên. Rồi. Các bạn khâu lên những cái chân mũi mà các bạn viền á. Đây. Rồi, các bạn cứ tiếp tục khâu nha. Rồi, các bạn cứ khâu hết con bướm này vào giùm mình nha. Đây các bạn, khi các bạn ráp một cái phần hông vào thì các bạn sẽ khâu cái phần bướm này vào để cho trống một cái phần hông đó các bạn, thì lúc các bạn thao tác khâu nó sẽ dễ nha. Và khi các bạn khâu tới ngay chỗ cái điểm giữa của cái con bướm này thì các bạn sẽ khâu ra cho mình hai cái râu nha. Rồi nếu mà các bạn muốn điệu điệu xến xến một chút thì các bạn khâu vào đây cho mình hai cái hột bẹt nhỏ xíu như thế này cho nó làm duyên nha các bạn. Mới đầu mình cũng định khâu trơn nhưng mình khâu trơn mình thấy nó hơi lãng lãng các bạn, thành thử mình kiếm hai cái hột bẹt mình khâu vô. Cái hột bạc này thì nó hơi nhỏ size một chút xíu, không có thể khâu cái phần sợi luồn vô đó các bạn, kim nó không luồn vô được. Thì mình khâu sợi xong cái mình lấy chỉ mình khâu cái hột bạc này nằm đè lên cái đầu nha các bạn. Còn cái phần bướm này là thật ra là không phải mình nhỏ bụng gì mình không hướng dẫn các bạn đâu các bạn. Nhưng mà tại vì nó nhiều màu quá mình cũng không biết hướng dẫn các bạn làm sao luôn. Thành thử ra nếu mà các bạn thích bướm thì đây là nó đối xứng các bạn chỉ cần chụp ảnh nửa cái hình con bướm như thế này nè. Rồi các bạn vẽ theo cái chạc màu như thế này, và các bạn có thể tự phối theo cái mẫu bướm khác nha các bạn. Còn nếu mà bạn nào không tự làm được thì có thể liên hệ với mình sẽ làm cho các bạn cái set phụ kiện nha. Rồi sau khi các bạn khâu cái phần con bướm này vào cho chắc chắn thì các bạn sẽ tiếp tục ráp cái phần hông còn lại nè. Thì bắt đầu các bạn sẽ đưa cái phần lót vào trong cái phần khung túi nha các bạn. Mình lúc đầu các bạn mình có hướng dẫn các bạn viền cái phần lót này rồi nha các bạn viền cái phần lót này xong thì các bạn sẽ kết mũi cho các bạn chừa một đoạn sợi dài như thế này nè để các bạn ráp cái phần tua ruột túi vô trong cái khung túi nha. Cái phần đó các bạn làm giùm mình nha các bạn, cái máy của mình nó đầy quá rồi các bạn, mình mà quay chi tiết nữa một hồi là nó không có còn cái khoảng trống để mình cắt clip luôn, xuất clip luôn á các bạn. Rồi sau khi các bạn viền cái phần lót và các bạn đưa lót vào trong khung như thế này nè, thì các bạn sẽ đếm từ trên bên đây nè, các bạn đếm từ trái qua bỏ qua mũi giữa nha, các bạn đếm mũi bên trái nè, các bạn đếm qua cho mình 13 mũi, các bạn đánh dấu một ít một mũi một kim đánh dấu ở đây cho mình nha. Rồi các bạn đếm từ bên trái qua phải 13 mũi và các bạn đánh dấu cái kim cho mình. Rồi bên đây cũng vậy nha, đây là hai cái điểm từ đây qua đây 13 nè, từ phải dạch qua trái, từ phải trái dạch qua lại qua phải nè, 13x là để các bạn khâu cái phần quay túi vào nha các bạn. Đây khâu vào như thế này. Rồi sau đó thì các bạn sẽ sử dụng thêm một cây kim nữa. Các bạn sẽ móc vào trong cái mũi giữa trên cái phần lót nè các bạn. Đây cái mũi giữa trên cái phần lót nè. Rồi còn cái ô canh quát của mình đó là nó 23 ô nha các bạn, thì các bạn sẽ móc vào cái ô thứ 12 nha, cái chân thứ 12, 2 nè, 4, 6, 8, 10, 12 nè. Đây các bạn móc vào cái chân thứ 12 cho mình, là cái chân giữa của cái phần hông đó các bạn. Đây, thì bên đây nó còn 11, bên đây 11 nè các bạn, 2, 4, 6, 8, 10, 11, đây, đúng các bạn. Rồi, các bạn cố định điểm này cho mình, đây. Còn cái phần bên đây đó các bạn thì ngay tại cái kim nè các bạn, thì các bạn sẽ đưa kim vào các bạn khâu luôn nha. Mình sẽ đưa qua cái mũi giữa nè. Mình sẽ ngược về cái mũi giữa. Đây cái mũi giữa ngay cái phần hông nè thì các bạn sẽ đếm nha. 2 nè. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Đây là mũi giữa nè. Rồi các bạn sẽ ráp ngay chỗ điểm này. Rồi ráp cái giữa cái phần hông với cái mũi giữa của cái phần
Lót. Rồi. Mình sẽ lại chuyển cái chỗ này. Rồi sau đó thì các bạn sẽ bắt đầu lót nha. Mình sẽ cố định những cái kim đánh dấu này. Đây các bạn sẽ vuốt. Đây, các bạn cố định cái cho nó sát là như thế này nè, nó sẽ không bị lệch nha các bạn. Rồi thì các bạn sẽ vuốt nhẹ như thế này nè. Rồi. Các bạn sẽ kết cái kim ngay chỗ mà những cái chỗ phần quay mình đánh dấu vào trong phần lót, mình cố định luôn cái phần lót vô cho mình dễ ráp. Rồi, mấy bên đây cũng vậy nha. Này. Những cái phần sợi thừa mình cứ nhét vô trong. Rồi. Đây. Mình sẽ móc vào. Rồi, mình sẽ cố định cái phần cạnh mà mình ráp đầu tiên trước nha. Mình hướng dẫn các bạn một bên túi thôi. Cái phần này mình đã có hướng dẫn trong cái mẫu Dior size 20 rồi. Nên các bạn nào không biết thì các bạn tìm lại bên đó mình hướng dẫn kỹ hơn nha. Rồi thì các bạn cứ ráp xoắn ốc nha các bạn. Vì cái số mũi nó không có đồng cân, thành thử các bạn ráp xoắn ốc. Bên ngoài mình ráp theo cái số mũi ở bên cái phần tấm canh quát đó các bạn. Chỗ nào có mũi thì các bạn cứ ráp cho mình. Đây, như thế này. Rồi các bạn cứ ráp tiếp nha. Tại vì mình làm biến dấu sợi, mình cắt sợi ngắn thì một hồi mình phải thêm sợi mới, mình phải dấu sợi hai lần á các bạn. Cho nên mình lấy một sợi dài hơi dài một chút xíu, thành thử mình ráp nó hơi cồng kềnh một chút xíu nha. Các bạn thấy nó hơi dướng một chút xíu. Rồi các bạn nhớ ráp ngay chỗ cái mũi giữa nha các bạn. Đây cái mũi giữa các bạn nhờ. Mũi giữa mấy bên cái phần hông xong á, thì các bạn cũng nhớ ráp vào trong cái mũi giữa bên cái phần thân trước nha. Các bạn ráp trùng ngay chỗ đó cho cái túi mình nó được vuông ngay chỗ đó. Rồi. Sau đó thì các bạn tiếp tục ráp tới đây nha. Ráp thêm 13 mũi nữa nè. Rồi các bạn còn một mũi nữa là các bạn sẽ tới cái phần cái kim đánh dấu, cái mũi thứ 13 đó các bạn. Thì mình sẽ gỡ cái kim đánh dấu ra, mình sẽ bắt đầu ráp từ cái kim đánh dấu nha. Thường thường cái quay này thì mình sẽ ráp 4 mũi nha. Đây. Và các bạn chú ý giùm mình nha, mình đã có nói lúc hồi hồi ngày hôm qua thì phải lúc mình hướng dẫn khúc đầu á, thì mình có nói khi mà mình làm, nếu mà bạn nào làm quay các bạn đưa cái ống nhựa vào thì các bạn sẽ dùng cái tay các bạn bóp nè. Các bạn bóp tới cái chỗ dẹp nè, cái phần tròn này là cái ống nhựa mình tới đây nè, thì các bạn sẽ ráp ngay dao cái mí này, chứ các bạn đừng có ráp ở dưới này nha các bạn. Cái quay của các bạn nhìn xấu lắm nha. Mình dặn đi dặn lại như thế là tại vì có một số bạn khách đó, mình móc quay cho mấy bạn về, mấy bạn ráp vô, mấy bạn ráp vậy đó các bạn. Mấy bạn ráp theo đúng cái chiều dài quay của mình móc cho các bạn luôn, thành thử ra cái quay của các bạn nó nhìn nó bị nhão, nó bay à, nó không có cái độ căng thì nó hơi uổng một chút xíu. Rồi mình sẽ đưa cái phần quay ống nhựa vào đây. Thường thường thì mình ngay chỗ cái đường gân ráp này các bạn, thì mình sẽ đưa nó xuống phía dưới như thế này.
các bạn nếu mà các bạn thích cái đường gân nó nổi lên như thế này thì các bạn đưa cái đường gân lên như thế này. Còn mình thì thường thường mình sẽ đưa cái phần đường gân nổi, cái đường ráp của mình đưa vào bên trong như này các bạn. Rồi các bạn sẽ đưa vào đây, mình sẽ đưa kim vào trong cái mũi nè. Đây. Rồi các bạn sẽ đưa kim vào trong cái phần đầu quai nha. Rồi các bạn lại xuyên qua mấy bên kia. Rồi ngay chỗ này thì các bạn lại chỉ nha. Đây các bạn chàng vào như thế này luôn. Các bạn đưa vào mũi đầu nè. Rồi đưa qua cái phần chân mũi. Rồi sau đó thì các bạn sẽ xuyên nha. Thường thường cái phần quai này á, mình sẽ ráp qua 4 mũi nha các bạn. Mình ráp mũi thứ nhất xong mình sẽ ráp mũi thứ hai nè. Từ bên kia xuyên qua. Tiếp tục miễn thứ ba từ bên đây mình xuyên qua bên kia. Mình cứ xuyên qua xuyên lại đối xứng như thế đó các bạn. Chỉ có mũi đầu và mũi đây là mũi thứ ba nè các bạn, thì tới mũi thứ tư nè thì các bạn sẽ xuyên qua đây này, tới mũi thứ tư nè. Tại cái mũi thứ ba là cái mũi, xin lỗi, tại cái mũi đầu và cái mũi thứ tư thì các bạn nhớ lợi chỉ nha, mình lợi chỉ cho nó chắc cái phần quai của mình. Mình sẽ đưa kim ngược bên kia nè, các bạn xuyên qua một lần nữa, các bạn lại chỉ cái chỗ cái mũi thứ tư này. Rồi. Sau đó thì các bạn lại tiếp tục ráp nha. Cứ ráp xoắn ốc mũi này qua mũi kia. Đây. Rồi mình tiếp tục ráp nha. Mình hướng dẫn ban đêm mình bị cận, mình đưa xa tích một hơi vậy mình không thấy đường mình ráp đại các bạn. Rồi mình cứ ráp như thế này. Đây. Các bạn ráp khi mà các bạn nhìn, các bạn để ý nha. Đây. Các bạn tới đây nè các bạn. Thì các bạn cách cái kim đánh dấu là cái mũi thứ 13 nè các bạn, thì cách đây cho mình 1 2 3 mũi nữa thì để các bạn sẽ bắt đầu gỡ cái kim ra và các bạn bắt đầu ráp cái phần quay vào nha. Có nhiều bạn sơ ý khi mình hướng dẫn các bạn á, từ bên đây đánh dấu qua 13 mũi, từ bên đây đánh dấu qua 13 mũi, thì từ bên phải từ cái mũi thứ 13 đó các bạn ráp mũi 1, mũi 2, mũi 3. Thì có nghĩa là nó sẽ trùng với mũi thứ 13, 14, 15, 16 phải không các bạn? Thì bên đây cũng vậy nha. Thì khi các bạn đánh dấu cái mũi thứ 13 ở đây á, thì bắt đầu để ráp phần quay thì các bạn phải cách đó 3 mũi cho mình nữa. Đây. Ngay cái kim đánh dấu nè, cách ra 3 mũi nữa thì bắt đầu các bạn sẽ đưa cái phần quai vào. Có nhiều bạn tới ngay chỗ cái chân 13 này thì các bạn mới đưa cái phần quai vào, thì cái phần quai của các bạn nó sẽ là bị là bên mông các bạn gắn vào nó bị lệch nha các bạn. Cái điểm này là có bạn khách đã bị rồi nha các bạn. Thành thử ra nếu mà mình vẽ nhiều set cho các khách và bạn khách lắm. Thành thử nếu mà bạn khách nào mà có cái sai nào mình sẽ nói cho các bạn để những bạn làm sao mình sẽ rút kinh nghiệm, mình không có đi vào cái chỗ sai đó nữa nha các bạn. Rồi, khi các bạn còn cách 3 mũi nè thì mình sẽ gỡ kim đánh dấu ra.
Rồi các bạn sẽ đưa cái phần quay này. Đây, các bạn nhớ trở cho cái phần mà mình nối cái phần quay nó đưa vào bên trong nha. Mình đưa cái phần láng ra ngoài. Rồi, đưa vào. Rồi thì các bạn sẽ đưa kim vào trong mũi đầu nè. Đây. Thì các bạn xuyên xuyên các bạn cầm nè, các bạn tay các bạn thấy hướng chữ án lượng là cái đầu mũi, đầu ống nữa nó ngay chỗ đó đó các bạn. Thì các bạn sẽ bắt đầu đưa. Rồi. Lắp kim vào trong ba. Rồi các bạn tiếp tục lại chỉ nha. Mũi đầu và mũi cuối mình sẽ lại chỉ cho nó chắc cái phần quay mình. Đây. Rồi, mình lại chỉ xong mũi đầu nè. Rồi tiếp tục mình đưa vào cái mũi kế bên nè. Rồi, lắp mũi thứ hai. Tiếp tục đưa vào mũi thứ ba nè, xuyên qua bên kia. Rồi. Tiếp tục mũi cuối cùng. Thì ngay tại mũi cuối cùng này các bạn cũng nhớ lại chỉ một lần nữa nha, giống như cái bên kia. Rồi, mình sẽ xuyên từ bên đây nè. Rồi. Rồi, sau đó thì các bạn mình đã hướng dẫn các bạn gắn cái phần quay vào nha. Các bạn ráp như thế này thì cái phần quay nó rất là chắc chắn. Rồi sau đó thì các bạn lại tiếp tục ráp nha. Rồi. Các bạn cứ ráp vòng quanh đây và cái phần bên đây các bạn cũng sẽ đưa cái phần quay vào, cách ráp cũng sẽ giống y như là mình hướng dẫn cái phần quay bên đây nha. Các bạn tiếp tục hoàn thiện cái phần túi này cho mình đi nha. Rồi mình khoe thành phẩm nha các bạn. Sau khi các bạn ráp được cái phần lót túi vào trong cái phần khung túi thì các bạn sẽ được thành phẩm như thế này nha. Cái phần chặn đuôi mình không có ở đây cho nên mình chưa gắn nha. Sau khi các bạn về làm thì các bạn sẽ gắn cái phần chặn đuôi vào nha. Đây, đây là thành phẩm của mình nè các bạn. Túi này là size 22 nha các bạn. Size 22. Đây. Khi các bạn ráp lên thì nó chạy ra gần 23 đó các bạn, 22. Cái hông của nó là gần tầm 10 các bạn. 22, 10 và 19. Chiều cao của cái phần thân là 19. Rồi bài hướng dẫn của mình đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thích bài hướng dẫn của mình thì các bạn hãy like, share và đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Chúc các bạn thành công nè. Xin chào.